học đan thay mà phải mặc. Và bà Xuân Phương Quế xin kính chúc tất cả quý vị và gia đình một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc. Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Thanh Vân là một trong hai bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên tại Việt Nam. Bệnh viện được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại nhất vào tầm cỡ quốc tế trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, khang trang, sạch đẹp, đảm bảo môi trường vệ sinh vô trùng. Trong cuộc sống hàng ngày, sinh, lão, bệnh, tử là một chân lý không ai tránh khỏi. Tan mỡ dư thừa đã được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua. Mua thuốc hoặc muốn làm đại lý xin liên lạc điện thoại 714-657-3282 hoặc vào trang nhà www.superhappylife.com. Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu DVD thâu hình trực tiếp hội ngộ sân khấu cải lương 80 năm, chương trình tự tình quê hương 3, đêm cải lương Chi Bảo Bạch Tuyết với những ngôi sao hàng đầu của nghệ thuật sân khấu cải lương đã được khán giả mộ điệu yêu mến suốt nhiều thập niên qua. Cải lương Chi Bảo, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Phượng Liên, Văn Chung, Lệ Thụy, Minh Dương, Hồng Nga, Hương Quyền, Bạch Mai, Ngọc Đá, Hoài Miêu cùng các nghệ sĩ, ca sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay với những trích đoạn Kiều Nguyệt Nga, Kim Dân Kiều, Ngụy Kiều Tướng Quân, Thái Hậu Dương Dân Nga, Tô Hiến Thành Tự Ánh, Trăng Thề Dường Huế, những hoạt cảnh ca vũ nhạc hoành tráng tình khúc quê hương bất hủ. Mọi chi tiết xin liên lạc Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Đọc sách là một cái thú lớn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó giúp chúng ta đáp ứng nhu cầu giải trí, giáo dục, mở mang kiến thức và đôi khi đưa chúng ta phiêu lưu đi những chân trời xa lạ. Nhưng mà đời sống thì càng ngày càng bận rộn, nhất là ở hải ngoại. Mà tuổi đời thì càng chồng chất, mắt bắt đầu mở. Cầm một cuốn sách như thế này bắt đầu thấy nặng tay và nhìn bắt đầu thấy khó đọc. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện hàng loạt băng đọc truyện, tức là đem truyện thu vào cassette và CD. Mỗi một truyện giống như một vở kịch truyền hình vô cùng lôi cuốn. Trung tâm Thúy Nga trân trọng mời quý vị liên lạc trực tiếp hoặc hỏi các đại lý mỗi tiểu bang. Trung tâm Thúy Nga xin trân trọng thông báo cùng quý khách hàng thân mến tại Âu Châu và các quốc gia lân cận. Muốn tìm mua những sản phẩm chính gốc của Trung tâm Thúy Nga Paris By Night để bảo đảm phẩm chất âm thanh và hình ảnh, xin liên lạc qua website www.thuynga.fm. Quý vị sẽ được thông tin đầy đủ bằng 3 ngôn ngữ Việt, Pháp, Anh, lịch trình các show quay hình, các sản phẩm mới phát hành của Trung tâm Thúy Nga. Quý khách định cư tại Âu Châu,
xin liên lạc với website trên để được nhận hàng nhanh chóng. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Bao tới từ tình vui ta còn nhiều.